Vâng, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Vâng, một chiếc xe SUV rất là đẹp luôn. Một chiếc xe mà hãng còn rất là mới và chủ nhân giữ gìn rất là cẩn thận. Nội ngoại thất thì tuyệt vời. Vâng, một chiếc xe màu đen rất là bắt mắt, một thương hiệu đến từ Mỹ luôn. Vâng, Chevrolet Captiva bản LT, sản xuất năm 2009. Vâng, lăn bánh năm 2009. Nội ngoại thất rất là đẹp, ngoại thất màu đen cực kỳ sáng bóng và nội thất thì màu nâu cà phê cũng rất là tuyệt vời. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp, sử dụng máy xăng 2.4 số sàn. Nội ngoại thất thì ok rồi. Còn chiếc xe này thì là sử dụng đèn bi cầu xe lông cực kỳ sáng bóng và bóng đèn thì cũng tương đối khá là mới. Và logo nổi bật luôn, biển Hải Phòng 15A31062. Xe rất là đều đẹp luôn, không có đâm va gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn chiếc xe khá là đẹp. Vâng, chỉ có mỗi biển là xấu thôi, bay màu, còn đâu thì không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Xi nhan kết hợp trên cả đầu đèn lẫn thân xe. Chiếc xe thì sử dụng vành 17 inch. Đây mọi người có thể nhìn, sử dụng vành 17 inch rất là khỏe khoắn, rất là to. Một chiếc xe sử dụng lốp tỷ lệ cũng khá là cao. Đi thì là cực kỳ đầm chắc. Vâng, êm ái luôn. Vâng. Một chiếc xe sử dụng phanh đĩa kết hợp phanh ABS trên cả 4 bánh. Nội ngoại thất thì tuyệt vời. Và cua lốp thì vẫn còn khá là mới. Một chiếc xe giữ được khá nhiều chi tiết luôn. Vâng, gương thì khá là to, khả năng quan sát khi lùi cực kỳ dễ dàng. Đấy. Còn tappi của cánh cửa bên lái thì cũng khá là mới luôn. Vâng, phần này thì là bằng nỉ ạ, chi tiết bằng nỉ bọc ốp giả gỗ. Vâng, tay nắm cửa cũng đã theo thời gian. Còn các cái chi tiết như ở dưới cụm này thì điều khiển cửa kính lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đó, cửa kính lên xuống rất nhẹ nhàng. Và chốt khóa cửa rồi gì thì ở đây. Vâng, còn cửa kính bên kia thì tương tự ạ, cũng khá là ok luôn, điều chỉnh rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Đấy, cửa kính lên xuống rất là êm, nhẹ nhàng, động cơ chạy ngon. Vâng, tappi thì rất khá là sạch sẽ. Vâng, và đặc biệt là gioăng cao su của chiếc xe thì chưa có dấu hiệu lão hóa, rách nát gì cả. Đấy, keo chỉ thì zin cho quý vị các bạn luôn, keo chỉ đẹp. Vâng, ốc zin. Vâng, và cánh cửa đằng sau thì bản lề cũng khá là mới luôn, bản lề đẹp luôn đấy quý vị nhá, bản lề chưa có dấu hiệu gì tháo mở. Đấy, riêng cái phần gioăng cao su chromet này. Đấy, rồi tất cả các linh kiện ở phía trong thì vẫn còn khá là mới. Và cánh cửa thì kính vẫn còn nguyên, kính của Canac này. Đấy. Còn tiếp theo là phần tappi cánh sau. Tappi cánh sau thì cũng khá là ổn luôn. Mọi người có thể nhìn phần ốp giả gỗ cũng tương đối là sạch sẽ, đẹp đẽ. Vâng, cửa đóng mở êm khít luôn. Và tappi thì sạch sẽ. Đấy, tappi không có khoan đục, sạch sẽ luôn. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe SUV thời kỳ đầu. Vâng, khá là ok. Vâng, đấy, keo chỉ thì zin cho quý vị và cao su thì tuyệt vời. Em làm video chi tiết, còn những ai mà muốn quan tâm đến những chi tiết khác thì cứ alo cho em sẽ đưa hình ảnh chi tiết từng vị trí cho mọi người. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp và giá thì vô cùng rẻ, chỉ có 248 triệu đồng con xe này thôi. Vâng, đấy, bên em bao sang tên rút bao rút hồ sơ cho quý vị các bạn nhé. Vâng, đấy, lốp đằng sau cũng khá là mới và cua lốp thì tuyệt vời, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Vâng, không gian phía đằng sau cũng rất là sạch sẽ và form dáng thì cũng khá là thể thao. Và dòng xe này thì có cả cửa kính mở đóng mở, em vừa mới đóng rồi, đóng mở thì cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, bắt để thêm mở cửa ở phía dưới, logo thì cũng khá là mới. Đấy, không gian đằng sau khi mà gập hai ghế vào thì mọi người có thể nhìn rằng là hai ghế cũng gập thì không gian rất là rộng. Khi mà chở 5 người thì thể tích ở đằng sau có thể lên đến hơn một khối, thì ta có thể được chở được rất nhiều đồ, rất là tiện lợi luôn. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đấy, không gian đằng trước này mọi người nhìn rộng rãi cực kỳ luôn. Đấy, rất là rộng rãi thì sạch sẽ. Và ghế thì em đã gập rồi, muốn gập lên thì chỉ có việc kéo lên thế này thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Còn đây là phần cốp để đồ
để những cái đồ vật dụng sửa chữa của xe. Còn lốp sơ cua của chiếc xe thì để phía dưới nhá quý vị nhá. Lốp sơ cua thì để phía dưới đây. Đang để phía dưới đấy. Đó, lốp sơ cua cũng khá là ok. Vâng. Riêng về phần đinh ốc hàn ở các cái vị trí này thì mọi người có thể nhìn là đinh ốc hàn cũng tương đối là nguyên. Đó, bản là này, các chi tiết cũng được giữ gìn rất là cẩn thận đến thời điểm này ạ. Vâng. Đấy, răng rước các thứ thì ok luôn. Nói chung là với tầm tiền 248 triệu đồng như thế này thì chiếc xe này là quá là tuyệt vời rồi. Không có phải nghĩ ngợi luôn. Mọi người có thể là xem nhiều xe nhưng mà chiếc xe này em thấy rằng khá là đẹp. Côn số ngọt ngào, máy chạy êm luôn, gầm bệ chắc nịch. Không như một số con xe khác quảng cáo thì một đằng, nhưng mà đi thì một nẻo. Vâng. Đèn đằng sau thì phong cách đèn khá là to, hầm hố, vuông vắn. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng. Phần tappy cánh cửa bên sau phụ cũng thế ạ, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Vâng. Keo chỉ thì không phải nghĩ thôi. Keo chỉ không phải nghĩ luôn và răng cao su cũng khá là mới. Vâng, cột kèo bên em thì mọi người không phải lo, yên tâm luôn, cột kèo. Vâng. Đó. Không gian nội thất thì ghế nỉ trần nỉ cực kỳ là sạch sẽ và đều là một màu nâu, phong cách luôn. Vâng. À, tiện thì em đi luôn này. Con này thì có cả cái các cái đai an toàn cho cả người ngồi đằng sau đấy, hộc để đồ cũng rất là khiêm tốn đấy. Không gian bên trong đấy, mọi người có thể nhìn tay nắm vô lăng thì không tích hợp gì cả, chỉ mỗi còi thôi. Vâng. Và chiếc xe thì đi được 17 vạn rồi đấy. Tí nữa em khởi động động cơ cho mọi người. Màn hình DVD có kết hợp cam lùi, cần số thì vào cực kỳ côn số nhẹ nhàng luôn. Vâng. Đấy, keo chỉ đây mọi người nhìn nhá, keo chỉ thì ok luôn. Đấy, rất là đẹp, răng cao su thì kín khít luôn, không rách. Vâng. Khu không gian thì cũng khá là rộng rãi, tương đối là đẹp luôn. Vâng, cột kèo thì không phải nghĩ rồi. Vâng. Ghế điều chỉnh rút xuống rút lên. Vâng. Và thôi bây giờ em sang luôn bên kia để cho nó tiện vào. Vâng, thưa quý vị các bạn, em đang ngồi bên này thì điều đầu tiên em thấy rằng là cái điều chỉnh gương kính cụp xe thì ở đây cũng khá là dễ nhìn. Điều chỉnh hướng đèn này, tăng độ đèn sáng của màn hình táp lô. Và trên màn hình hiển thị thì hiển thị rất là rõ ràng các cái thông số như là nhiệt độ động cơ này, rồi động cơ đang chạy. Đấy, em đang ngồi như này, động cơ máy đang chạy luôn. Và có 800 vòng phút thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, rất là hiện đại, xe thì cũng khá là ổn. Và con này thì màn hình kết hợp cam lùi luôn. Đó, màn hình giải trí kết hợp cam lùi. Côn số vào nhẹ nhàng cực kỳ luôn quý vị ạ. Và đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Và bây giờ thì em mở luôn cái các cái đầu đài cho mọi người xem nhé. Đấy, đĩa này, menu. Đấy, gồm có đĩa, đầu đài, TV, rồi định vị, rồi Bluetooth, rồi các chức năng này thì rất là nhiều luôn. Đấy, rất nhiều chức năng kết hợp trên điện thoại, kết hợp Bluetooth này, rồi đồng hồ hiển thị này. Tất cả các chức năng thì được tích hợp ở trên khu này. Vâng. Điều hòa điều chỉnh quạt gió, rồi sấy kính này, tốc độ quạt gió này, rồi đây bấm vào đây thì là điều hòa mới chạy ạ. Vâng. Con này có hai chìa khóa luôn đấy quý vị nhá. Vâng. Có một đặc điểm trừ ở cái này là cái tay nắm cần số thì quá là cũ rồi. Em cũng không thích cái này lắm. Nói chung là nếu mà em quý vị các bạn nào nếu mà thích thì em sẽ mua hẳn cho một cái để tặng. Vâng. Chứ cái này cũ quá rồi, cũng không nên. Vâng. Và tay phanh ạ. À, còn hộc để đồ tiện lợi lắm. Đấy, hộc để đồ rất là tiện lợi luôn. Hai tầng, đấy, rất là tiện lợi. Không gian nội thất thì quá là ok. Có thể là đấy, không gian để đồ ở phía đằng trước người phụ cũng thế, cũng rất là rộng. Một chiếc xe mà có túi khí cho người lái cũng như người ngồi. Đấy, rất là an toàn luôn quý vị ạ. Vâng, và bây giờ thì em ra khoang máy. Máy thì cũng đang chạy rồi, nên là giờ ra bật cho mọi người thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ thì không phải chống đẩy gì cả, chống bằng thủy lực luôn.
Và nắp capo thì cũng khá là mới, sạch sẽ, đẹp đẽ. Và keo chỉ thì zin cho mọi người. Keo chỉ cái hàng này thì rất là khó làm lại luôn quý vị ạ. Nên là mọi người yên tâm. Đó, keo chỉ đây. Và riêng phần ốc răng đây mọi người nhìn này. Đấy. Các cái phần răng cột gì thì vẫn còn nguyên các cái vết lõm của khung của nhà máy đột dập luôn nhé quý vị nhá. Vâng, ốc phải tròn đều. Số khung, số máy đây ạ. Đấy. Động cơ thì chạy rất là êm. Đây mọi người đang đứng gần động cơ đấy, máy chạy đấy. Nhưng mà động cơ chạy êm á. Đấy, mọi người thấy nhỉ? Động cơ máy chạy cực kỳ êm luôn. Và con xe này thì không có hơi thừa luôn. Đã mở luôn rồi đó. Mọi người có thể nhìn không có hơi thừa tí nào luôn. Máy chạy rất là êm. Và quá là tuyệt vời. Máy móc chạy ổn. Động cơ chạy rất là êm đấy. Vô cụm máy thì cũng khá là sạch sẽ. Và các cái cụm phanh dầu cũng rất là ok. À, mọi người có thể nhìn đấy, không gian bên phía dưới cũng rất là sạch sẽ. Và răng khung dầm các thứ là ok ạ. Và đặc biệt là cái thảm nhiệt của chiếc xe thì vẫn còn nguyên đấy. Chủ nhân cũng giữ gìn đến mức độ như thế cơ mà. Vâng. Một chiếc xe được sản xuất Hàn Quốc luôn. Vâng, rất là đẹp. Con này thì gầm bệ thì không phải nghĩ rồi. Em quay luôn gầm bệ cho mọi người. Đấy, gầm bệ thì khô sạch luôn. Đấy. Không có dấu hiệu chảy dầu mỡ nhá quý vị nhá. Gầm bệ khô ráo, không có dấu hiệu mỡ dầu gì cả, khá là đẹp, khá là sạch, không mục mọt luôn đấy. Máy chạy thì cực kỳ êm chất luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, một chiếc xe đẹp là niềm mong ước của mọi người. Vậy những ai mà quan tâm đến mẫu xe này, sử dụng cho gia đình đông từ 5 đến 7 người thì đây chính là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Một chiếc xe SUV thời kỳ đầu của Mỹ, thương hiệu Mỹ luôn. Máy thì chạy cực kỳ là êm chất. Vâng, Chevrolet Captiva bản LT, một chiếc xe sản xuất năm 2009, sử dụng máy xăng 2.4 số sàn 5 cấp, cực kỳ là khỏe, cực kỳ là đầm chắc và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ chỉ từ 8 đến 9 lít trên 100 cây. Vậy những ai quan tâm cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và rất vui quý vị các bạn quan tâm, theo dõi và chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto. Và cảm ơn quý vị các bạn đã like cho Vũ Duy Auto và video. Và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để mà có được những cái mẫu xe mới nhất nhập về cửa hàng. Đấy, cửa đóng êm khít luôn đấy quý vị ạ. Vâng, rất là đẹp luôn. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được những chiếc xe ưng ý nhất, những chiếc xe tuyệt vời nhất sử dụng cho gia đình trong cái dịp Covid này. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.